Rồi. Như vậy mục đích của chúng ta tí nữa chúng ta sẽ lấy một cái nhạc nền, chúng ta chèn vào đây, chèn vào để cho cái đoạn intro của chúng ta nó dễ dễ chịu hơn. Như vậy thầy sẽ dùng cái Audition để thầy chèn vào. Rồi khi các bạn chèn vào thì nó chỉ có một cái file âm thanh thôi và bạn không thấy được cái video. Như vậy thì mình chỉnh nó hơi khó chỉnh, vậy mình chọn cái multi track. Rồi ở đây chúng ta sẽ kéo cái file video ra, file âm thanh của nó. Như vậy các bạn muốn xem video thì các bạn kéo cái này lên. Rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ chèn tiếp một cái file nhạc nền vô đây. Nhạc nền. Nếu như các bạn đưa lên trên nè, nó tự làm gì các bạn? Fade in, fade out. Nó nối lại. Cái thì nhỏ dần xuống, cái lớn dần lên, để cái đoạn nhạc mà chúng ta chồng nhau á nó không có bị ồn. Đó, vậy tí nữa chúng ta làm là cũng làm cái việc đấy đó. Đây. Khi các bạn đưa vào, nếu như bắt đầu này các bạn nghe, đó là cái chỗ này nhạc nó lên lớn quá, lớn nhanh quá, giống như mình tiếp cận không kịp á. Được chưa? Cho nên ngay ở chỗ này các bạn sẽ chọn cái fade in để làm cho cái âm thanh của chúng ta, đó, làm cho âm thanh của chúng ta nó nhỏ dần, từ từ nó lớn lên. Rồi có thể chúng ta kéo xa tí nữa. Đấy, các bạn thấy âm thanh của mình nó lớn dần. Như vậy cái chỗ mà mình chỉnh này nè, có một cái là các bạn kéo chuột lên nó cong lên, kéo chuột xuống nó cong xuống. Vậy bạn nào cho thầy biết, nếu như mình kéo xuống và kéo lên nó sẽ khác nhau cái gì? Nó sẽ cho ra âm thanh khác nhau như thế nào? Thực ra cái nào nó cũng lớn dần cả. Nhưng mà nếu như mình kéo xuống á thì nó lớn dần, nhưng mà bắt đầu từ không nó lớn chậm hơn. Lớn chậm hơn. Lên đây thì nó đi nhanh nè. Còn nếu như mà bạn tăng lên trên thì cái đoạn này nó lớn dần nhưng mà nó lớn nhanh hơn. Đó, cái cách để mà mình thể hiện âm thanh, ví dụ như vậy, mình nghe lại. Đó là mình nghe nó lớn liền ha. Mình kéo xuống. Đó. Đấy, như vậy tùy mình xử lý là mình kéo xuống hay kéo lên. Nhưng mà cái này nó chỉ cho chúng ta như vậy thôi. Chúng ta không có customize được, không có tùy chỉnh được. Như vậy thì còn một cách khác, mình có thể sử dụng điều chỉnh âm thanh bằng cách là trực tiếp trên cái track này luôn. Các bạn double click lên. Như vậy hiện nay là tại vì mình dùng multi track, mình nó có một cái phim, một cái âm thanh của cái video và một âm thanh mình chèn vào. Cho nên mình muốn xử lý cụ thể cái track nào thì các bạn double click vô cái track đó. Và mình chọn từ đầu đến một đoạn mà mình muốn cho nó fade in á, thì mình chọn effect và các bạn chọn cho thầy cái fade envelope. Đấy. Các bạn thấy là cái này là customize, là thầy tự chọn. Còn không, các bạn chọn fade in smooth. Nó khác lúc này cái gì? Cái này nó nhỏ xuống, lớn chậm, rồi lên đây lớn nhanh. Được chưa? Như vậy thì mình có thể tùy chỉnh hai cái nút này.
tùy chỉnh. Cái này mình có thể customize bằng cách mình muốn cho nó khác thường tí xíu, mình thêm vô đây điểm, kéo lên, thêm vô đây điểm, kéo xuống. Đó là cái đường của mình nó không giống như những cái đường chuẩn mà chúng ta thấy. Có nghĩa rằng cái đoạn nhạc này nó sẽ lớn chậm, nhưng mà lên đây là nó lớn nhanh lên, và nó xuống lại rồi nó lên lại. Đấy, như vậy chúng ta có thể là điều chỉnh theo ý của chúng ta, muốn nó ở đâu thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Rồi cái này là volume, các bạn có thể là chỉnh cái volume cả tổng luôn, cả đoạn này tăng hay giảm. Như vậy khi các bạn apply có gì khác so với cái fade in lúc nãy, là nó làm hiệu ứng luôn. Bây giờ mình muốn nó lớn lại bình thường không được nữa, nó xử lý luôn rồi. Còn cái mà chúng ta làm lúc nãy ở đây, nếu như mà chúng ta chọn fade in này đây, thì thực ra nó chỉ có hiệu ứng vậy thôi, chứ khi mà chúng ta trả lại thì nó vẫn trả lại bình thường. Đó. Ví dụ như là mình làm trên multi-track, bạn chọn fade in, được chưa? Nó chỉ có hiệu ứng khi nào mà các bạn chạy âm thanh thôi, còn nếu bình thường thì nó vẫn là như thế, không ảnh hưởng gì đến cái nội dung file. Nhưng nếu các bạn chọn vô trong này, bạn xử lý ở bên trong là nó bóp cho nhỏ lại luôn. À, nó khác nhau tí xíu chỗ đấy. Ví dụ như là mình cho cái normal đi, được chưa? Đó, bóp nhỏ luôn nè. Khi mình thoát ra, được chưa? Cái này mình có thể là không cần. Đó, lớn dần lên, được không nào? Rồi cái thứ hai là cắt bỏ cái phần sau này đi, không xài, delete đi. Rồi cái phần này mình chọn fade in cho nó, fade out cho nó. Như vậy fade out bạn cũng có thể kéo ở đây, rồi cũng có thể là vô lúc nãy giống như là mình làm, được chưa nào? Rồi sau khi mà các bạn làm được cái này, đó là bài thực hành 1. Bài thực hành 2 là cái đoạn mà thầy ghi âm lúc nãy đến giờ. Thì trong cái trình này nó vẫn có file ghi âm, nhưng đồng thời thầy cũng ghi âm bằng điện thoại, mục đích là có thể nó sẽ rõ cái giọng của thầy hơn, rõ giọng của thầy hơn. Như vậy tí nữa thầy sẽ chuyển cho các bạn cả hai file. Một là cái file video thầy đang quay phim, hai là cái file mà thầy lưu âm trên điện thoại, để các bạn xem thử là mình dùng cái nào tốt nhất. Và khi mình dùng cái file ghi âm của thầy trên điện thoại thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn khử nhiễu, các bạn có thể là tăng cái âm lượng lên, hoặc là tăng cái tốc độ, tăng cái độ cao, để làm sao mà cái giọng mà nó tốt nhất, được chưa nào? Như vậy thì đó là thường cái nhiệm vụ của một người xử lý âm thanh và xử lý video chúng ta hay gặp. Rồi tí nữa tóm lại, cái file này, QB channel này và cái file nhạc này đã có sẵn trong ổ C của các bạn. Các bạn làm cái này trước, rồi sau đó thầy sẽ chuyển cái file mà thầy đang thu âm 9 phút nè xuống cho các bạn, và cái file âm thanh ghi âm bằng điện thoại thì các bạn xử lý tiếp một cái bài thứ hai, là gắn cái file âm thanh trên điện thoại vào cái file video này và xử lý khử nhiễu, vân vân.